nhiều khu vực trò chơi như vậy thì cảm xúc của mình như thế nào nào? Thì mình cũng đang rất là phấn khích tại vì cũng có đi loanh quanh một vài booth nhưng mà cũng chưa biết hết về những cái trò chơi. Và ngày hôm nay Subin muốn cùng với tất cả các khán giả đang có mặt tại đây hãy cùng xuống đây tham gia cùng với cả Subin tham gia hết tất cả những cái trò chơi này để trải nghiệm những cái game rất là hay. Ví dụ ở đây có hai game móc treo này, hôm nay là ngày hội là siêu snack luôn á. Nhìn đâu thấy snack hết à. Subin cứ yên tâm là chắc chắn chúng ta nếu như vượt qua đủ hết tất cả 6 thử thách này thì đóng vào passport của OIC, chúng ta sẽ được tặng một phần quà rất là đẹp và hấp dẫn của OIC nhé. Và hai bé Guler và Chibu hãy cẩn thận, hãy sẵn sàng tư thế của mình để có thể trải nghiệm cùng với tôi. Nhưng mà trước tiên hãy đến với thử thách của Subin. Xin mời Subin bước vào trò chơi đầu tiên. Đó chính là Steel Snack tốc độ. Ở trò chơi Steel Snack tốc độ này, chúng ta hãy cầm chắc passport và khu bông trong tay. Và hiện tại thì Subin Hoàng Sơn đang di chuyển đến khu vực Steel Snack tốc độ. Đây chính là một trong những trò chơi rất dễ dàng để cho tất cả quý vị khán giả có thể giành được những phần quà đến từ IC. Xin mời tất cả quý vị, đặc biệt là các anh chị em phóng viên nhà báo cũng có thể đến với khu vực Steel Snack tốc độ này để có thể tham khảo. Vì lát nữa đây chúng tôi sẽ dành tặng cơ hội cho các quý vị, anh chị em phóng viên nhà báo có thể có cơ hội đem thông tin qua về nhà để lại cho người thân và gia đình của mình. Và tại khu vực này chúng tôi có rất nhiều phần quà dành tặng cho quý vị, chỉ cần chúng ta cố gắng vượt qua được thử thách cùng với IC. Và đương nhiên một nhân vật cũng rất là quan trọng để có thể cổ vũ tinh thần cho các người chơi, đó chính là chương trình cuối cùng sẽ được cổ vũ thật là mãnh liệt dành cho tất cả chúng ta. Và hiện tại thì Suy Hoàng Sơn cũng đang có mặt tại khu vực Siêu Snack tốc độ. Và ở vòng thử thách này, người chơi sẽ có mặt với đối thủ duy nhất của mình, đó chính là 60 giây. Hãy cố gắng trong thời gian 60 giây ngắn ngủi để thu thập thật nhiều bánh snack về nhà cho mình. Và bây giờ Suy nghĩ bước qua đây cùng với bạn nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa tờ passport và khu vòng cho các chiến sĩ đại chúng tôi có thể đánh dấu và ghi nhận được một lần chơi của chúng ta. Và như thế 6 lần chơi liên tiếp với 6 trò thử thách, chúng ta sẽ được một phần quà đến từ OIC rất là đặc biệt. Vâng, xin mời em đóng dấu và chúc mừng Subin đã được một dấu đầu tiên. Và đến với trò Siêu Snack cấp độ này, đầu tiên bạn sẽ chọn cái bao bì nào mà mình cảm thấy yêu mến nhất. Đâu là cái bao mà mình thường hay ăn vào buổi trưa nào, ăn một lần mười mấy bình nào? Những món bánh và thức uống hợp lệ là phải được nằm gọn trong bao và được kéo miệng túi lại. Nếu như không kéo miệng túi được, chúng ta bắt buộc phải bỏ ra mất. Đến khi nào mà đóng miệng túi lại được thì đem qua về nhà, rất đơn giản không nào? Phải nhanh mà vẫn phải cân đo đồng đều không quay. Đúng vậy. Và bây giờ sẵn sàng nha, sẵn sàng nha. Em nghiên cứu một chút, em nhìn qua một chút xem có cái vị nào mà em nên lấy cho là nhanh. Ưu tiên cho người chơi đầu tiên là Subin Hoàng Sơn đã khai trương cho vòng thử thách này thì bạn có thể có 15 giây để có thể nhìn qua tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Ok. Hãy cố gắng có một cái chuyến khổ lấy bánh, lấy thức uống thật là hợp lý cùng với rất nhiều sản phẩm của Hoàng Sơn và Snap và... Ok. Xin lắm nha. Dạ. Sẵn sàng thế nào? Dạ. Sẽ có một nhân viên bấm đồng hồ và đồng hồ đang ở trên kia. Hãy nhìn kỹ 60 giây nhé. Thank you.
xem có hợp lệ chưa nhá. Đây, những chiếc bánh hợp lệ phải nằm gọn trong túi và được đóng miệng bao lại. Anh đẹp siêu không? Quá siêu luôn, quá hay luôn. Bình thường là em hay đi chợ một mình đúng không nào? Là tôi chứ mà đi chợ. Tại quầy với giá là 59.000. Với 59.000 này, tha hồ cho chúng ta có thể thu lợi được bao nhiêu bánh, càng nhiều càng tốt, miễn là nằm gọn trong miệng bao. Và chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sự may mắn tại vòng thử thách này, siêu sức tốc độ. Và bây giờ, Siêu Vinh, bạn muốn trải nghiệm thêm một trạng thái được không? Ok, nhân tiện đây đang còn nhiều bài để đọc lắm, nên sẽ tham gia một chơi một game nữa. Ok, nhưng mà bây giờ vậy đi, bữa nay mình có khách mời nữ nữa. Năm nay bây giờ Subin là đàn ông đúng không? Dạ. Mình chọn cái nào mạnh mạnh đi. Mình chọn cái nào mạnh mạnh đi để mọi người có thể tham khảo luôn. Chắc là em sẽ tham gia cái trò chơi treo ở bên kia đó. Ok rồi. Như vậy Subin và Sơn đã quyết định thử thách tiếp theo của mình chính là siêu nhân Gấu Snake. Xin mời Subin di chuyển đến khu vực trò chơi siêu nhân Gấu Snake. Tại khu vực này, đây chính là một trong những thử thách mà chúng tôi đầu tư rất kỹ lưỡng để mang lại rất nhiều hiệu quả. Và những trải nghiệm thật sự tuyệt vời và chắc chắn chưa bao giờ các bạn có thể trải qua, đó chính là người chơi sẽ được treo lơ lửng ở trên không trung, tưởng tượng mình là siêu nhân, sau đó thu hoạch thật nhiều bánh snack đang ở phía dưới. Nào theo tôi nào. Và tại vòng thử thách này, Subin Hoàng Sơn có thể chọn ra được hai bạn khán giả sẽ thử nghiệm ở trò thử thách này. Em được chọn rồi. Vâng, Subin. Trước tiên thì Subin hãy cứ đóng dấu vào passport và cuốn bông của mình. Giới thiệu với mọi người luôn. Đây là cái cuốn bông Subin đã có cho mình một cái rồi. Còn đây là cái passport. Khi mà mọi người tích đủ 6 cái trò chơi này thì sẽ nhận được một phần quà. Sẽ nhận được một phần quà. Và số quà rất có hạn, đâm ra cố gắng hãy thu thập. Siêu xạ thủ snack này, siêu snack tốc độ này, siêu sau selfie này, siêu đá xay seamless này, siêu nhân gấp snack này, siêu snack sáng tạo. Hình như cái này là gấp. Siêu nhân gấp snack. Gấp snack đúng không? Đầu tiên thì xin mời Subin có thể lựa ra hai bạn khán giả đi để chúng ta có thể cùng nhau tham khảo nào. Đây. Hai anh chàng đẹp trai nào. Lực lượng. Rồi đó. Xin mời hai bạn. Hai người lực lượng. Ok. Như vậy Subin đã đóng dấu giùm cho hai bạn rồi. Hai bạn là có thể bước vào khu vực trò chơi này. Ok. Đây, cái này đúng không? Hai là cái này của hai bạn đúng không? Ok. Rồi đó, Subin tặng cho hai bạn luôn. Đánh dấu cho hai bạn này luôn giùm anh. Quý vị nhớ nhé, mỗi lần mà trước khi chúng ta bước vào các trò chơi thử thách, hãy đưa những coupon và passport cho các PCC đã chúng tôi đóng dấu vào. Và đó chính là những thành tích mà chúng ta có thể ghi lại trong ngày hôm nay. Và cứ đủ 6 dấu là chúng ta sẽ có thêm một phần quà nữa. Ngày hôm nay là sẽ ngập tràn những quà tặng mà OSI dành tặng cho chúng ta. Và chuỗi sự kiện chúng tôi kéo dài 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 7. Và có rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể mang lại quà. Và bây giờ xin mời hai bạn bước vào vị trí của mình. Mình chuyển hướng sang làm cổ vũ. Rồi, bây giờ Subin Hoàng Sơn, bạn sẽ là huấn luyện viên để tư vấn cho hai người chơi có được một chiến thuật gấp bánh siêu nhân gấp snack như thế nào. Cố lên bạn ơi. Và trước khi bước vào trò chơi này thì trò chơi thử thách này chúng tôi dành tặng cho các khán giả cao trên 1m2. Và sau đó các khán giả này hoàn toàn đầy đủ các yếu tố về sức khỏe, không bị bệnh về tim mạch. Và hãy cứ yên tâm bởi vì tôi sợ độ cao nữa. Subin có bị sợ độ cao không? Em hơi. Hơi thôi. Độ cao này cực kỳ an toàn và phía dưới này rất là an toàn. Hãy cứ yên tâm. Và trước khi bước vào vòng trò chơi thử thách này, như Subin cũng đã thấy là chúng tôi sẽ đeo rất nhiều dụng cụ bảo hộ trên cơ thể của người chơi và đội nón bảo hiểm. Wow. Và sau đó người chơi sẽ được treo lủng lẳng lên lửng trên hai cáp treo rất an toàn đằng kia. Và sau đó chúng tôi sẽ nâng người chơi lên và điều khiển người chơi di chuyển vào khúc giữa ở trung tâm. Và sau đó chỉ có một nhịp mà thôi, chỉ một nhịp duy nhất khi người chơi
sẽ được đưa xuống và dùng hết tất cả mọi bộ phận trên cơ thể của mình, lấy càng nhiều bánh càng tốt. Và sau đó chúng tôi sẽ di chuyển người chơi đến khu vực thu hoạch này, thả bắn xuống là chúng ta sẽ có rất nhiều bánh ở phía dưới khu này. Chỉ được một lượt là ôm hết tất cả thôi thả. Đúng vậy, chứ mà mình đi nhúng nhúng nhiều lượt quá thì như ăn lẩu thì có lẽ là không thu hoạch được nhiều đâu. Không biết là Subin có thường hay chơi trò gắp thú bông nào Subin ơi? Em á? Gắp thú bông em có chơi ở ngày xưa hồi nhỏ, em có chơi ở mấy cái trung tâm điện tử ấy. Có gắp được game ấy. Chưa bao giờ gắp được. Chưa bao giờ gắp được. Em không biết sao em gắp toàn lên đến nửa nó lại rơi ra. Có thể là một phần là kỹ thuật của mình chưa tốt, nhưng mà hy vọng là hôm nay các bạn sẽ gắp và phải giữ thật chặt cho đến khi nào mà thả xuống dưới không bị rơi ra trên đường. Đương nhiên rồi, không chỉ riêng là Subin đâu, riêng Hà Nam cũng là chưa bao giờ gắp được chính một con thú bông nào cả. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ mang lại cơ hội may mắn cho tất cả chúng ta. Chính chúng ta sẽ là những cái gắp. Mình sẽ gắp bằng tay, bằng chân, bằng răng, bằng bất cứ một phần nào chúng ta có thể giữ bánh được. Và trước khi lên với trò chơi này, quý vị có thể mang giày, mang dép gì cũng được. Nhưng để an toàn thì xin mời quý vị có thể cất những chiếc mắt kính, ví, bóp và tư trang cá nhân của mình để tránh tình trạng rơi rớt ở trong bàn bánh. Và bây giờ, người chơi đầu tiên sẽ sẵn sàng. Xin mời Subin, Subin bước vào trung tâm nhé. Và đương nhiên sẽ có sự cổ vũ rất nhiệt tình đến từ chú chim Cuckoo, sẽ luôn luôn cổ vũ cho các người chơi dễ dàng vượt qua được trò thử thách này. Lưu ý, chúng tôi sẽ ghi kỷ lục gắp snack tại vòng thử thách này và chúc cho quý vị sẽ tạo nên một kỷ lục rất mới trong 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 7 tại SC VivoCity của Bắc Rồi, theo Subin, bây giờ bạn trai này đang mang giày đúng không nào? Thì bạn trai này nên gắp bánh bằng gì nào? Bằng đùi. Bằng đùi à? Cái tay để làm gì? Tay để giữ thăng bằng. Giữ thăng bằng, hợp lý. Nhưng sau khi giữ thăng bằng rồi, nhưng mà để phía đôi tay quá thì ổn quá. Bởi vì đây chỉ là một cơ hội duy nhất, nhúng xuống một lần đưa lên luôn đó. Thì em nghĩ là trên người có cái gì có thể ôm được snack thì phải ôm hết thôi. Như vậy với là tư vấn của huấn luyện viên Subin Hoàng Sơn thì bạn trai hãy lưu ý, hãy cố gắng gắp bánh bằng đuôi và bằng tay của mình nhá. Chứ cố gắng giữ được thăng bằng. Anh